Rồi, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tóm chùm nho câu cá tra. Bước chuẩn bị chúng ta cần có là một hộp lưỡi câu số 9, một cuộn dây 0.55, một cái kéo và một cái kìm. Rồi, ok, chúng ta bắt đầu làm thôi. Chúng ta 3 gang nha mọi người, khoảng 3 gang. 1 2 3 Rồi, ok, chúng ta sắp đo lại. Nếu mà làm nho 4 á thì hai cộng này sẽ đôi thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ làm, tôi sẽ làm nho 6 nên là thêm một đoạn nữa. Như thế này chúng ta cắt ngang. Rồi, ok. Rồi, chúng ta sẽ có 3 sợi như vậy. Rồi, chúng ta sẽ bỏ bớt đi một sợi này, còn hai sợi chúng ta sẽ xe lại. Xe tới đây đúng không? Chúng ta sẽ sắp đôi cái nhỏ còn lại nha. Tại vì ba cộng mình xe mới có 2 à. Rồi. Ta sẽ xe tiếp còn lại, xe cũng y như vậy. Khi chúng ta xe thì nó sẽ ra như vậy nha. Rồi, ok. À, con dây mình xe thì nó sẽ như vậy. Như vậy. Chúng ta sẽ sắp đôi nó lại nha. Rồi, ok. Sắp đôi nó lại. Rồi. Chúng ta sẽ lấy cái đầu này nha. Nó sẽ như vậy. Và tiếp theo là cục dây này. Rồi, chúng ta sẽ quấn nó vô trong cái đầu ngón, vô chân cái này. Chịu nó lại. Rồi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ làm như thế này nha. Ngón tay này vô đây. Rồi. Như vậy nha. Chúng ta sẽ đưa nó vô đây. Rồi sẽ quấn lại. Quấn ngược. Quấn ngược về đây nha. Rồi. Quá.
ok. Tiếp là tới cái dòng này chúng ta còn dư nè, cái dòng hồi nãy ta chừa lại này đúng không, sọt cái cọng dây đó, cái đầu dây, cái đầu dây chúng ta quấn đó, sọt vô, sọt vô rồi ok, chúng ta sẽ kéo lại. Rồi nó sẽ ra như thế này, chúng ta siết nó lại thôi. Lấy cái đầu cái kìm bật cái đầu kéo nó, siết nó lại. Hay. Siết cái thật chặt nha các bạn. Rồi sau khi chúng ta siết xong thì nó sẽ ra như vậy. Đây là kéo, chúng ta sẽ cắt bỏ cái đầu này đi. Rồi cắt luôn cái đầu này luôn. Rồi đây là cái đầu nho, cái đầu này nó bự quá thì chúng ta đẩy nó lên xíu nha. Đó, đẩy lên thấy nó vừa thì thôi. Ok, đẩy nó lên thấy vừa thôi. Đây, thì nó như vậy nè. Rồi đây là cái đầu nho, cuốn nho. Hồi nãy là chúng ta chưa cắt bỏ cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ cái này, cái đầu phía này. Rồi. Bên đây một đầu nữa. Rồi, ok, chúng ta xả cái lúc này, cái cọng dây chúng ta xe hồi nãy đó. Xả ra nha. Rồi xả ra và bắt đầu chúng ta sẽ thắt thắt nho nha, và nhìn cho kỹ nha. À, cái clip này á, thì mình nó sẽ chỉ cho các bạn mới tập câu nha, còn các bạn nào biết rồi á thì vô xem cho vui, tại vì mỗi người mỗi cách làm khác nhau. Rồi ok, chúng ta bắt đầu thắt nha. Đây nè, hai ngón tay này sọt vừa đây thì nó sẽ ra như vậy nha. Phải. Rồi nè. Rồi chúng ta sẽ quấn. Ok, một vòng. Hai vòng. Ba vòng. Bốn vòng. Năm vòng. Ok, mình sẽ làm lại cho các bạn xem thật kỹ nha. Rồi, chúng ta sẽ kéo nó lại và nó sẽ như vậy nha. Rồi chúng ta sẽ dòng nó xuống, giữ nó lại. Ok, tiếp tục dòng nó xuống, giữ nó lại. Thì chúng ta cứ làm khoảng 7 đến 8 dòng như vậy đó. Rồi ok. À, sau khi làm được khoảng 7 8 dòng á, chúng ta lấy cái cuốn nho này, cuốn nho này xỏ nó ra, xỏ nó ra các bạn, xỏ nó qua cái lỗ này, xỏ nó qua, kéo nó lên. Và nó sẽ như vậy các bạn. Ok nha, chúng ta sẽ siết nó từ từ vào. Rồi các bạn siết thật mạnh nha. Ok, wow. Rồi đây là
Đây là cái nho mình làm sẵn, sau khi xiết nó lại là nó sẽ ra như thế này nha các bạn. Rồi ok, chúng ta sau khi xiết nó thì xiết thật mạnh thì nó sẽ như thế này. Rồi đây là cái nho nho sáo. Rồi bắt đầu tới khâu tóm lưỡi. Tới khâu tóm lưỡi thì các bạn sắp đo nó lại nha, như thế này, kéo nó xuống. Tùy vào các bạn muốn làm dài làm ngắn thì chúng ta làm dấu thôi. Mình thì mình cỡ này, thì khoảng tầm nửa gan chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ làm dấu nó nha. Ok, chúng ta sẽ làm giống đó. Đo bằng nha các bạn. Kéo ra cho nó bằng nha. Rồi, sẽ lấy cái kìm. Chúng ta sẽ bóp nó lại. Bẻ cúp nó xuống. Rồi. Chúng ta sẽ bóp nó nè. Sau khi trước tiên thì chúng ta xỏ vô cái lỗ này. Rồi đây nè các bạn, cái độ cong của cái lưỡi câu nè với cái độ cong của cái cọng dây mình làm dấu á, hai cái nó bằng với nhau nha, cho nó bằng với nhau. Thôi bắt đầu lưỡi nào mình cũng cho nó bằng như vậy thì lưỡi câu mình tóm nó sẽ bằng với nhau hết. Như vậy nha. Đến nó lại. Ta sẽ quấn nó. Một quận. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. 7 8 Do mình câu cá tra cho nên là mình quấn nhiều quận cho nó chắc nha các bạn. Rồi. Sau khi mình quấn được rồi, đây là cái lỗ nè. Mình sẽ sọt nó qua cái lỗ này. Cái đầu dây mình quấn nó đã sọt qua cái lỗ này. Rồi. Kéo cái dây này. Rồi. Chúng ta lấy kìm siết nó lại thôi. Cái mình làm dấu cho nó bằng với nhau nha. Vậy nha. Rồi, nhím nó lại. Rồi, ta quấn thôi. Một vòng. Hai. Ba. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. Tám. Rất đơn giản đúng không? Ai cũng có thể làm được. Nhưng mà mình mới thì mình làm nó hơi xấu, từ từ quen rồi nó đẹp thôi. Từ từ mình làm quen rồi mình làm diễn rồi nó đẹp thôi. Rồi, ok. Đây là tác phẩm của mình nãy giờ này các bạn. Nho sáo câu cá tra. Và video của mình tới đây là kết thúc rồi các bạn. Nếu mà có thấy hay á thì cho mình xin một
đăng ký ra một like các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.